Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 13 tháng Giêng 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 10, cũng là phần cuối phỏng vấn đặc biệt với cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Kính thưa quý vị, trong phần cuối phỏng vấn này, xin mời quý vị theo dõi những suy nghĩ của đại úy Nguyễn Hữu Luyện đối với đất nước thứ hai đã mở rộng vòng tay đón chào gia đình của ông vào một cuộc sống mới, cũng như những nhận định về những hệ quả trực tiếp, những hành động của ông đối với gia đình và xã hội mới này. Cho tới lúc này thì ông nghĩ về cái vụ kiện của ông là sao ạ? Bây giờ thì nó đã trôi vào dĩ vãng. Và tôi cũng cảm thấy rằng trước khi mình chết mình đã làm được cái việc gì để đền ơn nước Mỹ cũng như là đền ơn cái cộng đồng mà mình đã sinh sống ở đây. Sự thật là mình sang đây là tôi cũng sống nhờ cái tử tâm của người Mỹ. Nhưng mà cái đó là tôi làm là cũng là vì nước Mỹ, muốn để cho nước Mỹ nó có một cái ảnh hưởng tốt lành hơn, là vì có một cái cộng đồng mà nó vô tri vô giác đến nỗi là phải mượn người kẻ thù nó sang đây viết cho nó, thì cái đó không có được. Để làm cho cái nền văn hóa của nước Mỹ nó được đa dạng hơn, là để cho người ta thấy rằng cái quyền của người dân Mỹ nó rất là rộng. Tôi mới sang đây tôi kiện thành một cái trường đại học, thì cái đó là nói lên là cái thẩm quyền pháp lý của người di dân nó có, và cái đó làm lợi cho nước Mỹ. Thì sau này lịch sử nó đến là một thằng nó di dân vào đây nó còn kiện được một trường đại học, thì các nước khác là không có được cái đó. Và đồng thời cũng đem lại một cái hậu quả rất tốt cho các thế hệ sau của mình, biết là các cha chú ngày xưa đã bảo vệ cái nếp sống của người hải ngoại bằng một cái vụ kiện để mà giữ lấy cái nếp sống tư tưởng của những người ở hải ngoại, nó khác với người trong nước. Dạ vâng, còn nếu mà nhìn lại cái giai đoạn mà từ ông ở tù và ông ra, thì ông suy nghĩ về cái giai đoạn nó như thế nào? Cái giai đoạn tù tức là một thời gian dài 20 mấy năm. Bây giờ nếu mà mình tổng kết cái đó thì chuyện buồn, chuyện vui, ông tổng kết như thế nào? Những cái gì đáng nhớ, những cái gì không đáng nhớ và tại sao? Tôi thì tôi nghĩ rằng nhiều khi nếu mình chết thì thôi, nếu còn sống thì bao nhiêu người đã ngã xuống rồi, bao nhiêu người vất vả để giữ lấy cái sự sống còn của một chế độ, thì tôi vào trong nhà tù tôi làm tôi không có đóng góp gì xã hội. Thế rồi đi sang bên này thì nợ cơm nợ áo thì cũng phải làm được một cái gì. Thì khi mà còn tôi chưa kiếp trước vụ kiện thì tôi nghĩ rằng bây giờ tôi học, tôi lấy ngành xã hội học, rồi mai mốt tôi có dịp về nước chính trị thay đổi thì tôi sẽ đem cái nếp sống xã hội của một cái xã hội văn minh này để phổ biến ở trong nước, giúp cho những sự suy nghĩ về xã hội của những người trong nước làm điều có lợi. Là vì cái vấn đề xã hội học ở Việt Nam thì hầu như là môn học xa lạ, thì cái sự tiến triển của xã hội nó không được định hướng. Nếu mà bây giờ có những người đứng ra để mà dấy lên một cái tiếng nói để cho tạo nên được cho những người dân ở trong nước họ có một cái ý thức về xã hội, cái trách nhiệm đối với xã hội nào, và nhìn vào cái xã hội nó phát triển thì mình có thể mình học hỏi được họ nhiều hơn. Đây là cái mong ước của tôi, thế nên tôi mới lấy ngành xã hội học là vì thế. Thưa ông, trở lại cái vụ kiện William Joyner, một trong những nguyên đơn tức là ông và cụ Nguyễn Tú. Hình như giữa ông và cụ Nguyễn Tú có một sự liên hệ nào đặc biệt hơn là chỉ mời và cộng tác với nhau không? Tôi biết cụ Nguyễn Tú qua ông Diễm. Sự thật ra thì tôi cũng không được, trong số các nguyên đơn đến bây giờ tôi cũng không còn nhớ còn có những ai. Tôi biết cụ Tú là qua ông Diễm. Cụ Tú là một người đã lớn, phần đó là già rồi. Ông ấy sống một mình, cô kỳ một mình. Thành ra về tâm tình mà nói, ông cũng là người khó tính, là vì ông cũng chả biết có quan hệ với ai. Ông là viết lách rất là giỏi, nhưng mà cái tuyệt về tâm tình mà nói đó, cái cuộc sống một mình của ông ấy làm cho ông thành ra về tâm tình mà nói thì ông là người rất là khó tính. Nếu mà không thông cảm với ông ấy và cũng không hiểu được ông ấy thì không quan hệ với ông được. Nhưng mà ông là người rất là tốt, có một tầm nhìn xa rộng
và có một cái ý thức xã hội rất là tốt và có một tinh thần yêu nước cũng như là tốt. Trước khi ông ấy mất thì tôi cũng có dịp qua đi thăm. Ông ấy sống một mình, cơm thì người ta mang đến. Để khi ông mất thì tôi là không có thời gian để qua đi nữa. Tôi khi ông ấy mất này, có một người con nuôi của ông Tú báo cho tôi biết là tình trạng như vậy, thì tôi biết như vậy về sau này là vì cuộc sống nó cũng khó khăn, tôi cũng không còn nghĩ đến những việc mình đã làm, tôi coi như là cái trách nhiệm của tôi xong rồi, thì bây giờ làm gì làm, tôi lo cho cái cuộc sống riêng tư của tôi thôi. Hai nữa là mỗi một người có một cái mong muốn, một cái mục đích, tôi nghĩ rằng ơn xã hội tôi đã trả rồi, thành ra bây giờ tôi sống một mình, tôi không có liên lạc với anh, mấy năm nay tôi không có liên lạc với anh đấy, tôi cũng sống khép kín, không muốn liên lạc ra bên ngoài, chẳng có liên lạc gì với ai. Thế tôi ở đây hôm nay ba vị đây là một điều gặp tôi rất là ngạc nhiên, chủ nhân thôi. Đó là vì tôi tránh né, phải nói là tôi tránh những chuyện giao tiếp ở bên ngoài, nó ồn ào và cũng không có lợi ích gì cả. Bây giờ tôi cần sự yên lặng để trước khi chết sống yên lặng. Tôi đã cắt đứt cái dĩ vãng của mình rồi, không nhớ tới nữa. Ông có sinh hoạt hướng đạo và ông có tham gia hướng đạo phải không ạ? Khi các cụ thân sinh còn thì tôi ở cái tuổi của tôi là tôi chỉ là sói thôi. Tôi có đi sói một thời gian, đến khi mà các cụ tôi mất thì tôi thôi. Các cụ ông mất ở hồi đó là 90 tuổi đó. Tôi có đi sói một thời gian. Tôi nhớ bài hát của sói thì có vì tôi chỉ là gắng lên sói con chúng ta, cô theo dần dần tiên xa. Đúng không? Đó. Này, nhiều mà tôi còn nhớ thì nhiều lắm. Ảnh hưởng giáo dục của hướng đạo nó có sâu không ạ? À, cái này thì tôi thấy là nó cũng thích thú là vì tôi sống là bị gia đình ngăn giữ nhiều lắm. Chỉ có đi sói tôi mới được cái dịp mà đi ra, đi họp hành rồi đi chơi với bạn bè, tôi thấy nó vui lắm. Nhưng mà lúc các cụ tôi mất thì là thôi, tôi cũng chẳng có liên lạc gì. Hồi tôi bảy từ 8-9 tuổi là tôi có dần đi sói được mấy năm. Bây giờ thì tôi cũng quên hết đấy. Ông còn nhớ ông hát một bài không? Ba lưu thường dân ta rằng một là có sức theo bầy, gắng lên suối con chúng ta, cô theo đền rừng tiên gia, đúng không? Những cái gì mà từ nhỏ thì còn nhớ rất rõ, những cái mới đây thì lại quên, cái một cái rất là lạ. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, chương trình phỏng vấn người tù kiệt xuất của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Trong một giai đoạn nhiễu nhương kể từ năm 1954 đến năm 1975, khi đất nước Việt Nam liên tục trải qua những biến động máu lửa của cuộc nội chiến, cả một thế hệ đã lên đường, đôi khi không hề có sự lựa chọn. Đi tìm sinh lộ mà người lính viết văn Phan Nhật Nam đã có lần viết, như một liều thuốc đắng mà quê hương trong cơn thập tử nhất sinh đã phải nhắm mắt uống vào. Trong cuộc lên đường đó, cuộc đời của Đại úy Nguyễn Hữu Luyện có lẽ biểu hiện rõ ràng nhất nỗi bi thống của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Khi nói đến sĩ quan thì người ta thường nghĩ đến quân đội. Quân đội còn, sĩ quan còn. Quân đội mất, sĩ quan mất. Kinh ngạc thay, Nguyễn Hữu Luyện đã nói với người Cộng sản: quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thể mất, nhưng tôi vẫn là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Biết rằng người Mỹ không thực lòng, ông vẫn chỉ nói: tôi không nghĩ là họ ngu như vậy, mà thực sự tôi không hiểu tại sao họ hành động như vậy. Biết rằng anh em tù biệt kích không giữ được nhân cách của người quân nhân, ông vẫn binh vực nhẹ nhàng. Vì tương lai mờ mịt, không có ngày về, vì thiếu cơm, thiếu áo, xin ông hiểu cho rằng những hành động của họ không có gì đáng trách. Đại úy Nguyễn Hữu Luyện tin không phải dựa vào những gì nhìn thấy trước mắt, mà là những điều tốt lành nằm sâu trong tâm người lính. Cái tâm của người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa có khi mang mát, nhưng có khi lặng lẽ, âm thầm như những thiên thần bị đọa, đứt dây rơi xuống vào cõi hỏa ngục vĩnh viễn không ngày về. Không danh bạ, không quân số, để biến dần thành cát bụi. May thay,
Đại úy Nguyễn Hữu Luyện không vĩnh viễn nằm xuống như Đại úy Nguyễn Văn Đương trong trận hạ Lào, như Đại tá Nguyễn Đình Bảo trong mùa hè đỏ lửa. Nhờ đó chúng ta lại có dịp được nghe trực tiếp câu chuyện của người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Trong kiệt tác Tù binh Hòa bình, Đại úy Phan Nhật Nam đã có lần nhận định người miền Bắc không bao giờ ngồi lại với người miền Nam. Họ đứng, họ quỳ và họ luôn ở tư thế chiến đấu. Cuộc đời Đại úy Nguyễn Hữu Luyện không bao giờ là những người luôn đứng, luôn quỳ đó. Ông là người lúc nào cũng chỉ khăng khăng rằng ông vào tù nhưng không phải là phạm nhân. Ông là người tù binh sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, là người khắc kỷ với mình, rộng lượng với người, đồng cảm với tù nhân khốn quẫn nhất. Ông đã được nhà văn quân đội Phan Lạc Phúc khâm phục như người tù kiệt xuất. Một nét vẽ đậm nét nhất của hình ảnh người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau chuyến du hành dài, người lính già Nguyễn Hữu Luyện đã sẵn sàng để bước sang thế giới bên kia. Như ông đã nói trong cuộc phỏng vấn, ông đang chờ ngày đó. Cách chờ của ông cũng nhẹ nhàng như những câu nói giản dị của ông về những ngày tù. Có lẽ thấy tôi cứng đầu quá nên Chúa cho tôi vào tù để thấy thế nào là đức tin. Ban biên tập VATV xin chúc ông có những giây phút thanh nhàn nhất và hạnh phúc nhất bên cạnh người thân. Những giây phút đáng lẽ ông đã phải có từ lâu nếu sống trong thời đại an bình nào khác của đất nước.